Lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, thì vì muốn làm lợi ích các hữu tình mà phương tiện thiện xảo hiện ở tại gia, tuy hiện hưởng thụ năm dục nhạc cụ mà đối với chúng chẳng sanh nhiễm trước, đều vì cứu giúp các loài hữu tình các hữu tình cần ăn cho ăn cần uống cho uống cần áo cho áo cần đồ nằm cho đồ nằm cần thuốc men cho thuốc men cần nhà cửa cho nhà cửa cần của cải cho của cải tùy theo nhu cầu của hữu tình mà cho làm cho ý nguyện của họ đều thỏa mãn này thiện hiện đại bồ tát ấy tự hành bố thí ba la mật đa cũng khuyên người khác hành bố thí ba la mật đa luôn luôn ưa thích tuyên dương pháp hành bố thí ba la Mật đa hoan hỷ khen ngợi người hành bố thí Ba la Mật đa, tự hành tịnh giới Ba la Mật đa, cũng khuyên người khác hành tịnh giới Ba la Mật đa, luôn luôn ưa thích tuyên dương pháp hành tịnh giới Ba la Mật đa, hoan hỷ khen ngợi người hành tịnh giới Ba la Mật đa tự hành an nhẫn ba la mật đa, cũng khuyên người khác hành an nhẫn ba la mật đa, luôn luôn ưa thích tuyên dương pháp hành an nhẫn ba la mật đa, hoan hỷ khen ngợi người hành an nhẫn ba la mật đa, tự hành tinh tấn ba la mật đa, cũng khuyên người khác hành tinh tấn ba la mật đa, luôn luôn ưa thích tuyên dương pháp hành tinh tấn ba la mật đa, hoan hỉ khen ngợi người hành tinh tấn ba la mật đa, tự hành tịnh lự ba la mật đa, cũng khuyên người khác hành tịnh lự ba la mật đa luôn luôn ưa thích tuyên dương pháp hành tịnh lự ba la mật đa hoan hỉ khen ngợi người hành tịnh lự ba la mật đa tự hành bát nhã ba la mật đa cũng khuyên người khác hành bát nhã ba la mật đa luôn luôn ưa thích tuyên dương pháp hành bát nhã ba la mật đa hoan hỉ khen ngợi người hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại Bồ Tát ấy hiện ở tại gia dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện thâu nạp của báu cả châu thiện bộ đem cúng dường ngôi báu Phật pháp tăng và bố thí các loài hữu tình nghèo thiếu dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện, thâu nạp của báu cả bốn đại châu, đem cúng dường ngôi báu Phật pháp tăng và bố thí cho các loài hữu tình nghèo thiếu, dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện, thâu nạp của báu cả thế giới tiểu thiên, đem cúng dường ngôi báu Phật pháp tăng và bố thí cho các loài hữu tình nghèo thiếu, dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện, thâu nạp của báu cả thế giới trung thiên, đem cúng dường ngôi báu Phật pháp pháp tăng và bố thí cho các loài hữu tình nghèo thiếu, dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện thâu nạp của báu cả thế giới Tam thiên Đại thiên đem cúng dường ngôi báu Phật pháp tăng và bố thí cho các loài hữu tình nghèo thiếu. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy tuy hiện ở tại gia mà thường tu phạm hạnh, chẳng bao giờ thọ dụng các cảnh diệu dục tuy hiện thâu nạp các loại của báu mà đối với chúng chẳng khỏi tham đắm và khi thâu nạp dụng cụ dục lạc và của báu chẳng bao giờ bức bách các loài hữu tình làm cho họ sanh buồn khổ này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối truyền